Chào mọi người nha. Hôm nay Tiên sẽ dẫn mọi người đi đằng chiều một cùng với anh em. Giới thiệu với mọi người. Đây là anh Giang. Anh Giang chào đi. Em. Đây là anh Hậu. Anh Giang và anh Hậu thì ở Tây Ninh mới về hôm nay theo đi trải nghiệm để cảm giác lặn biển cùng anh em nha. Hiện tại thì anh Giang đã ra một lần rồi, nhưng mà hôm nay thì quay lại lần hai. Nói chung đi thì sẽ có bạn Trương, anh Hai, anh Tám, anh Năm của mình với em Cương và em Hy. Anh Hậu sẽ sống không? Không à. Nói chung kể nhà, nếu mà xem những video năm ngoái thì sẽ biết anh Giang có đi ra với hai anh Khải nữa. Nên là năm nay ra với một anh Hậu nữa. Thì có cái video ở dạng mới ông khơi đó mọi người. Để mà chạy đi lặn thì anh em mình sẽ chạy tới một cái chỗ mà hai anh em mình hai lặn có ké đó. Rồi xuất phát là đi thôi. Đây là súng để bắn ké. Rồi lặn bắt lên thì sẽ ăn uống thì cano. Có mua thêm mì gói với nước ngọt, các thứ đi để ăn chơi đã cá. Địa điểm du lịch nào là cành hang, hồ vô cực, khe sung sướng, bãi nhỏ, bãi két, cột cờ, chóc phượt, nói chung là một tuyến đường biển này. Còn cái chiếc cano kia là em Hy với em Trương đang có chạy theo. Giờ thì mấy anh em cứ ngồi nghỉ thôi, còn không làm việc gì đâu. Trên mùa này anh em mình đang có tắt súng. Đây là cái cách về súng hồi ngày xưa ngoài Tiên ơi sử dụng đầu tiên. Cây súng này là có rất là lâu rồi nha mọi người, từ người dân ngoài đảo Tiên phát minh ra. Đấy, bây giờ thì hiện đại không có dùng súng này nữa, nhưng mà anh em vẫn dùng để mà tắt được những cái rồ dây thun như thế này, gài cũng rất là công phu đó. Nói chung đi thì với anh em lặn biển ngoài cả nhà cũng biết hết rồi ha. Đây là chuồng cá nhái, em Cương với em Hy chạy theo nè. Chuồng là chạy tiến được 15 lý nha mọi người. Rất là phê. Giờ anh Tám mình với em Hy sẽ đi bắn ké, kiếm ké tè me nha. Rồi giờ năm với em, anh Tám mình đi bắn ké. May mắn được con ké tè me. Anh em mình sẽ neo ở chỗ này để xuống làm tăng ốc nha. Sau đó tối lặn làm tăng ốc lên để ăn tráng nguyện chơi. Anh Giang thì câu ké chơi. Nói chung người làm công việc luôn. Có đậu, nước đã chảy rồi anh Giang. Nước đã hơi chảy rồi. Được con cái mắt bịp. Rồi đó bắt đầu mình cũng quay cũng có bé đẻ luôn bé khai ái đâu đi rồi. Có con, chú con được con nào chưa? Chưa được con nào? Có cái to hả? Trời ơi, em Hy quá, tám mình chưa được con nào nha mọi người. Ké lặn chưa có, câu đã có rồi. Có lẽ là cầu kéo có ăn hơn đó. Đây là ở Tiên gọi là cái mó bịp. Dính ké mọi người. À cái mó. Mó vàng. Đúng rồi. Đẹp ạ. Đây ở Tiên gọi là ké mó tam lao. Đây là thành quả ké câu được 2 con. Kìa em Hy đi không có con ké nào đâu. Chắc thủ.
Rồi đi xuống bắt ốc lên để ăn tráng miệng chơi cho mọi người. Khi bạn bè có ốc để bác anh em cùng thưởng thức. Đã tiên thì bắt ốc để về có nhiều thì sẽ lặn nha mọi người. Thì thôi. Thành khỏe về lặn khoảng 20 phút của Tiền với anh Năm với anh Hai với em Trương dùm bắt tí là quét rồi nha mọi người. Còn ở dưới rất là nhiều bắt cũng không bắt nữa thôi. Tí này có ốc giờ đem về luộc. Còn đây là ghé anh Tám mình bắn được. Còn ghé tàu nghe khoảng 300 gram. Con này cũng tương tự 200 gram. Hai con này tầm nửa ký đó mọi người. Con này cũng 200 gram. Còn anh Tám mình bắn. Hai con ghé này của anh Giang Công. Rồi anh Tám với em Huy cũng mang ghé về nha. Ghé tè me biết quay tí là vô nấu ăn ngon lắm mọi người. Nói chung về vui như thế này rất là vui biển êm nữa. Giờ vô con cảng này, giờ mình làm ké để ăn cơm. Thế cả thúng xuống luôn trời dòng. Đợi mấy con cá tè me mới bắn. Tươi lắm. Còn ké tiếp hả? Ở đây mày có cái món rồi, mày biết rồi, là ăn. Rồi, mình Trương sẽ làm ké để ăn cơm. Wow, thử ông, anh Tám mình bắn được con nào nữa không? Ồ, tè me không ạ? Wow. Nó dưới là nó hơi, nó
làm phim. Ở đây ngọt. Những đang làm rồi, còn làm ngày nay ngày mai nữa là đi về làm. Nói đến gì đó. Hai con cá sọc dưa này ăn ngon lắm nè. Đây được son ốc. Son này tầm 3 kg, 4 kg. Luộc lên nha. Rồi, rồi, hai ghéo. Anh em chờ hải sẽ cơm chín để ăn cơm. Bây giờ thì sẽ làm nhôm. Đây là hải sản tự bắt từ thiên nhiên hết nha mọi người. Cái thẳng thì bắt từ thiên nhiên không có ấy đâu. Cà tỏ đi bỏ bọc em. Xuống cho kế nó ăn. Nhôm này thì chủ yếu là ăn tảo biển, rong biển. Nhôm gạch thơ nốt. Thời gian chờ đợi ké chín thì anh em mình đi vô bắt ốc trải nghiệm nha. Đây là nhum hấp, tí anh em mình chấm với CYCBA. Chín rồi. Rồi, giờ đi vô bắt ốc nha mọi người. Đây mới đúng rồi, đi trải nghiệm nè. Thôi anh học có đàn viên rồi. Hưởng ấy thôi. Hưởng sự đi phải vào tay viện tay ấy. Ở đây ốc nó nhỏ nè, ốc hơi nhỏ vậy. Chỗ đó vài lẻ to rồi. Ồ nhiều nha. Ồ ngồi xuống lớp nhiều ạ. À, bắt ốc thì phải ngồi lết đi mò quét tay luôn. Ốc xéo này thì nó không có to nhiều. Mấy anh em lượm bắt con này lẻo ăn ngon lắm. Rồi quét tay luôn. Cứ ngồi về lượm ốc thôi. Ốc này là ốc của thiên nhiên luôn nha mọi người. Mình ra lại cano cho ốc con hơi nhỏ hợp lương ngặt lương á đó bò phải chạy rồi đi về để ăn cơm tối rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ ăn cơm thành quả mà hồi chiều anh em mình săn bắt về bán được. Đây giờ mấy anh em rồi sẽ ăn đại tiệc ở này. Đây là món cơm vừa nấu để ăn với ké. Đây là món cái kho keo. Còn đây là ốc tươi nhum hấp. Đấy. Giờ em Huy sẽ đâm nước mắm. Đấy,
giờ mời cả nhà dùng tiệc với anh em mình. Nói chung món ăn từ anh em mình sang Bắc á, nếu mà có gì sai sót thì mong cả nhà thông cảm. Đi chiều giờ mới ăn cơm nên nếu ăn được thì rất là ngon nha. Để cả giấc rượu luôn, bắp này chích bù bè mà chay à. Nhưng mà biếu biếu anh Giang, em đừng có ăn cà cà cù cù ấy. Đó đó đó. Dạ đúng rồi. Anh Hậu quá nha, ăn cái gì là ăn cà cục đầu thôi. Nhâm nha mọi người. Nhâm này chắc chấm với wasabi. Ui, ít rồi. Còn gì hai con chưa còn. Chưa còn mờ chú mày. Thế là cà cục đắng ăn được. Cho một cái treo lại. Rồi, mời mọi người dùng bữa. Mình đang bộ tẹt bị sạc. Quê nồng nữa hả? Quê quái, quê quái dùng miếng rồi quê. Nồng mà mua hô luôn mày. Uống đi. Đã đủ. Đập, đầu, đập. Đây, mời mọi người. Tí nó có nồi ghét tà ve nữa. Vâng, tà ve nhé. Cái này dùng bỏ rồi. Dùng bỏ. Đó còn các quầy xe sáng cái con đó. Tươi ạ. Quay ạ. Quá. Thôi uống cầm chừng nha. Uống. Rồi thì mời cái nhà ăn góc mặt lăng. Còn phòng học cứ trốn thơ. Ấy vậy, đâu đó. Còn xuống mà thấy cái món cá tai bè què béo. Nó canh cá tà ma đó. Có ý chưa? Có rồi. Trời ơi, một đám ý luôn. Cá tai ma. Đó, què. Cái món này thì ăn ngơ hết sải luôn. Nói chung là anh em mình sắp vừa sửa mở tiệc. Bây giờ bắt đầu uống ly à. Rồi chơi. Mời cái nhà chung bữa. Đầu uống vô xuống à. Cặp một con thành với hai con. Rồi thôi đưa đi học đi con. Thay uống gì đó vậy nè. Đó thì đưa nói gì còn là thằng. Nồng quá hả? Cũng như bộ tạc ra nồng thiệt á. Bộ tạc quá nồng. Ta mua ở nhà ấy. Nhưng phép. Đó mạ luôn. Thế tè mè. Thế tè mè anh tém bắt. Chấm dù ăn còn quá nồng mè. Gắt hơn. Chế tè me nó nếu mà anh hậu ăn chanh không được này nó không 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 ngon, mà hỏi ăn chanh được này nó ngon. Mè hay dữ ha. Nó mè nó lạ quá đầu nó mùi. Đúng rồi. Cái nào còn đó ăn mùi mè hạ hơi cái mùi vải họ mè con mình ăn mùi đặc cơ mày. Còn anh ăn rồi giờ mời mọi người dùng cơm nhá. Mời cái nhà ăn cơm. Mời cái nhà ăn cơm. Mời đi. Cái nhà ăn cơm nha. Mà cái nhà ăn cá tầm à. Đúng, đúng rồi. Chế tầm à. Béo lắm mọi người. Sao anh Hậu ăn được không? Được. Anh Giang ăn được chứ? Ngon chứ được. Không biết cũng không à. Nói chung thì anh Giang ra năm quá rồi, có đi ăn ké tươi rồi. Anh Hậu mới về năm nay. Còn mấy anh em mình thì đi biển thì khỏi nói, ké tươi thường xuyên luôn mọi người.
Nhớ lắm, mình anh kết được con, anh con mọi người nói nếu mà anh Hậu anh tăng rồi này đúng không? Mà không anh tăng rồi là chấp nhận. Đây là xong kế của tè me với cây gái với cái sọc dừa. Thường thì cái tè me này ở ngoài tiên thì bán cái nhỏ như này bán 120, còn cái me to thường ký chỗ lên thì khoảng 180 đến 200 nha mọi người. Những hải sản này thì mấy anh em bắt được nha, chứ không có mang đi đâu. Mọi người chắc chắn là khi mà lặn dưới nước thì sẽ nhiều hơn là câu kéo. Mọi thứ mà anh em ăn, bữa ăn này là đều là bắt tự nhiên. Mấy anh em mình bắt. Bây giờ cho anh Giang ăn hết bán một ké ra luôn này. Còn ốc hầu nữa nè. Ốc vải ăn còn như này cho mày ha. Có lẽ là bây giờ video của này thì sẽ kết thúc tại đây. Nói chung thì mấy anh em cũng cảm ơn mọi người đã xem video. Bây giờ thì Tiên với anh em sẽ chào mọi người, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Giờ thì bye bye.